Hello tất cả các bạn, và hiện tại tôi đang có mặt ở chỗ online hội chuột rát miền Bắc. Đến thì tôi cũng đến muộn đấy, bây giờ hẹn nhau là 9:30 và bây giờ 10:10 rồi thì mãi mới thấy một khoảng tầm chục người gì đấy đến, nhưng mà vẫn chưa thấy ban tổ chức đâu. Mẹ ban tổ chức là ban nhất cấp, thì để tôi chửi bên ban tổ chức làm như thế nào. Bây giờ chúng ta vào chỗ offline hội chuột làm như thế nào nhé. Lần nào chẳng bảo là ngủ quên. Đấy là nếu mà nó được to quá. Vấn đề ngủ quên hay không thì không cần biết. Ai gọi xà lá đây à? Ờ, cứ để đây. Không kéo được. Thế mà vẫn ăn được. To hơn còn ăn được. Mẹ cứt vãi cứt to quá. I like everything.
sợ vãi đồ đi. Bao đầu tiên. Chào ơi. Mình có 4 phần quà, gọi là phần quà đồng hạng. Được nào. Đây, nó như thế này. Giải chống đói cho các cháu. Giải này giải chống đói. Nó gồm một túi thức ăn này, với cả một cái bình bi, với cả một cái thìa để xúc đồ ăn, thìa hay thật. Còn đây là phần quà to nhất dành cho một người may mắn cuối cùng. Thằng ơi, chỉ ta thấy cái lồng rồi. Đây một lệnh anh ạ. Ok nhá, ở trong này mình đã có tên tất cả các bạn. Có mấy cái hộp mà lắc rồi đó. Tên tất cả các bạn đây mình cho Duy bốc nhá. Nào, từ người, bốc từng người một nhá, một từng phiếu một nhá. Không nhìn, không nhìn. Kẻ phiếu nó nào nó giống như nhau. Ở đây là 2 phiếu rồi. Không phải khó. Từ xem nào. Chú chó đi. Chuột đi. Kia luôn nuôi chuột đéo thì bỏ. Thôi bỏ đấy, thôi. Bỏ. Em lại về cho ông Duy. Ông Duy nuôi 2 con rát của thằng ông mà. Ok, chúc mừng hiếu chó đầu tiên. Con chó á, cho nó bốc. Nào. Đâu? Hiếu chó bốc đi. Không, màu xanh đi. Hay màu hồng. Đéo cho mày chọn. Đứng dậy. Đây để em bốc nhá. Nhìn đéo đấy. Có tối nhất bên trong này đi ạ. Bỏ đi. Nào, cho ba đường màu. Tuấn Phong là bạn nào nhỉ? Em chụp cái lồng rồi. Ta kéo được. Không, em đang đợi. Bốc thầm chụp cái lồng theo. Không có nhất. Thìa đen. Thìa đen đi. Xúc thức ăn. Rảnh lắm. Cái thôi, bốc đéo lắm. Đấy thì bỏ tay. Anh nhát vào đằng dưới vẻ. Ok, Duy ơi. Anh bàn với Vũ là mấy hôm nữa tổ chức. Đây. Anh đồ. Anh đồ. Cuối cùng Vũ toàn Vũ lại tổ chức mẹ luôn. Vũ đi lây cái luôn. Linh. Khách à? Khách à? Cái này là tí anh em mình sẽ chụp ảnh á. Cho em. À, tí nữa chụp kiểu ảnh á. Đi ra. Còn một phần quà cuối cùng cho ai bốc nhỉ? Để được một bữa cho con kia. Em phải làm đầu tiên để bốc. Em bảo anh sóc này ra rồi cái nào ra đỉnh. Bốc khỏe đấy, cái này gọi là siêu khỏe. Đây là cái. Cái ra đầu tiên. Khỏe đầu tiên nhá. Khỏe đầu tiên. Đếm một. Cái bình. Đếm một, đếm một. Đấy là. Tại vì sao? Sao bảo đéo rồi? Từ từ đã. Phần quà cuối cùng này thì yêu cầu bạn nào may mắn, bạn này may mắn này, 2 năm phút bóc ngay tại đây nhá. Đăng ký không mở ra lại cái mấy thứ đúng không? Thế đi. Thôi, tình như anh em mà không biết lâu rồi. Đúng rồi. Tiến Hùng cua khoảng 30 cái. Yeah. Nó là trúng quà. Thế các bạn thấy con này nó là trúng giải nhất rồi. Nó kéo được cái trò này. Là chưa đi chúng chuột con hai lần luôn là cũng trúng quà. Đá đéo đâu đi. Khách à. Bóc ngay tại đây để cho các bạn tao luôn bảo thấy to. Đéo hiểu cái gì đi. Khách à. Thằng này lần trước đi học bóc được cái quả 500.000 đúng không? Như chả được trúng quà. Con rat cơ mà.
bóc ở đây. Lúc nào cũng quả. Lấy cái gì vậy? Lấy cái gì? Lấy cái em mang cái này ra. Ai ai gì nghĩ em rồi cái gì? Ôi! Ôi! À, xin làm thế này. Thôi, thôi đưa đây nào. Tôi ngồi ở giữa này. Tôi ngồi ở đây. Anh vào mó bắn. Thôi. Bóp mì mới. Vâng, phần tưởng là một thông bùng bóng ngô. Thôi, như này ạ. Còn có. Còn có thêm một cái lồng ạ. Và một đống bóng ngô ạ. Cái lồng à? Cái lồng à? Lồng ra không ạ? Thế bây giờ chú em chia phát bóng ngô lên. Phát bóng ngô, mỗi người ít đi. Mỗi con ít. Mọi người lấy đi ạ. Rồi, rồi, rồi. Cho chuột ra luôn. Anh em lấy từ từ cho để cho thằng nó nhìn. Các anh cứ lấy hết đi ạ. Em chỉ thích cái lồng thôi đúng không? Cứ lấy hết đi. Lấy hết đi. Đưa cái lồng đây. Thế nhá, năm bạn được giải lên xin kiểu ảnh nào? Ờ, em không được giải nhưng mà em xin kiểu ảnh đó. Đéo. Em tuổi đồng ngoại đi ngồi. Anh không, em chào mọi người em về. Chưa được nhà em lên ở chỗ chưa kịp chơi. Em qua em cho. Nhớ ở trong này có cái đá được không anh? Ok to. Cái ăn được không anh? Không phải là ăn được không anh? 350. Hay là chém được đá? Đợt tới khoảng tầm một vài tuần gì nữa thì nếu mà họp lần nữa thì anh em tổ chức thi cho nó chuyên nghiệp nhá. Tháng nữa. Ờ. Anh em chuẩn bị đi. Không. Có tập luyện cho lát quan trò này. Và cuộc thi con nào béo nhất này và con nào đặc biệt nhất. Đây tay con này đang gậm này. Thì sẽ có ban giám khảo. Nhìn đang gậm. Anh em mới về đổ chất nước về rồi. Và phần quà chắc chắn là ngon hơn phần quà lần này. Sẽ không có bỏng ngô. Là ngô hoa đường dương. Cái này là bản nháp, bản nháp. Sao con này cuốn nhau nhỉ? Sớm quá mà ngủ đéo đi. Ờ đấy hôm nay nhắc mày nhớ. Không được. Hôm trước là bản nhau ọp, hôm sau ý đăng ọp vẽ luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Trong đây vẫn còn ạ. Có gì ơi? Trong đây là một túi thức ăn ạ. Ờ, được rồi, tí thức ăn đi, mày không dùng thức ăn đâu, yên tâm. Sau sẽ đầu tư chơi quả một con highlight làm phần quà nhá. Một giải bằng là một con highlight rồi. Rồi, về anh em bảo rồi. Kiểu đéo đại gia, đây đang công bố. Đây là idol đại gia đây là. À, một con highlight của anh đấy. Nhá, có hai phần quà nhá, một highlight, một online của anh Duy nhá. Tôi từ từ không về, chụp ảnh nhá. À không, chụp chứ. Mình vải mẹ hô ào vòng chào lên. Thôi, đây hai số cuối nhá. Sau em đoán đi. Sau cứ nói đi qua là đúng thôi. Từng người 4. 07 anh ạ. Sai rồi, tiếp theo. 41. Sai rồi. 36. Sai, sai hết, tiếp. Anh ngô, em chụp cả 1 số. 32. Sai rồi. 18. Số anh nhiều nhỉ? Em số 10. Sai rồi, tiếp. 6 rồi. 67 sai rồi, gần đúng rồi. 68. Sai rồi. 69. Sai rồi. 70. 72. 65. 66. Sai rồi. 63. 61. 65. 72. Cái gì? Anh bảo. Cái đéo cho đi họp nữa. Em bảo là sao đéo được đéo cho cái đi họp nữa. Đéo mày đi mẹ nó đoán rồi. Mỗi người đoán một lần thôi. Thôi thôi làm thôi thằng này. Có qua rồi. Để cho người khác. Ờ lại nhá. Lấy tổng lại đi anh. Lấy số đầu đi anh. Đầu á? Lấy hai số đầu. Đây là chơi hai số đầu gì? Bắt đầu quay tiền lại vừa vừa từ lỗi đấy. Đó lắm. Mẹ nhìn gì? Rồi, hai số đầu nhá. Rồi bắt đầu. 01. Sai rồi. 02. Anh em cứ đoán đi, anh em cứ đoán đi. 00. Sai rồi. 14. Sai rồi. 14 anh ạ. Sai rồi. 32. 32 gần đúng rồi. 35. 35 đây rồi. Đây rồi. Em cảm ơn. Hợp lý. Có lấy không? Hợp lý. Hợp lý. Thằng sao cấm ngày đi học. Thằng này là đéo đâu được quả. Cấm ngày đi học. Kể cả bỏ sát luôn. Lần trước thì được con rát, rồi ngồi mấy lần nữa. Kể cả bỏ sát luôn. Pet nó được cả 500 nghìn nữa mà. Ờ đi pet là đâu. Cấm ngày đi học. Ôi giời, mai là tôi. Mày có buồn tôi đi học. Đi họp mà hội rát về, thực ra là cũng về được khoảng tầm 1 tuần rồi. Nhưng mà tôi bận quá, không chưa làm được cái clip này. Thế nên tôi làm tiện thể tôi, bởi vì sau một tuần rồi thì bọn tôi mới bàn với cả admin hội chuột rap miền Bắc và cũng đã thống nhất với nhau về các cái để tổ chức một cái show rap cũng khá là lớn ở ngoài Hà Nội này vào khoảng tầm cuối tháng 6 vào chủ nhật, chắc là chủ nhật cuối cùng của tháng 6. Thì nói chung là mình cũng chưa công bố ngày, thì
Trong cái cuộc trong cái show đấy có cả một bài show rất đẹp này, cuộc thi về rap này, thì cuộc thi sẽ có cả thi con nào béo nhất này, dành cho những anh em nào mà thích những con mà béo unu với kiểu con nào mà cuộc thi rap chick này, về các con rap biết làm trò hay các cái trò hay mà những trainer, những người nuôi chuột rat đã luyện được cho chú chuột của mình. Và một cái cuộc thi nữa là về rap đẹp lạ, thì cái đấy thì cũng khá là hay về body chuẩn của rap này và màu lông bằng mảng màu các kiểu sẽ có chuẩn hay không đó. Còn ngoài ra còn có một vài mini game như kiểu là các bạn sẽ nhìn hình ảnh của rap để gọi tên màu của rap. Màu thì nó có bao gồm là màu lông này, hoa văn ở trên người con rat thì gọi là gì, và cái hình thái lông, hình thái tai, nói chung hình thái cơ thể đó, nó sẽ gọi chung tổ hợp vào để gọi tên một con rat để cho mọi người có thể hình dung ra được con rat đấy là con nào khi mà các bạn nói tên ra đó. Và cuộc thi mini game nữa là về nhiều cuộc thi mà không thể nhớ được đó. Dự đoán số đo cân nặng của rap nghe cũng có vẻ vui. Và ngày hôm đó thì cực kỳ nhiều phần quà từ các nhà tài trợ, có bao gồm cả chuột, các con chuột lạ đẹp và thức ăn cho chuột và lót chuồng chuột các thứ các kiểu, nói chung là cũng có nhiều phần quà lắm để cho các cuộc thi và mini game. Và ngoài ra thì hôm đấy mọi người đến có thể tìm hiểu về chuột rap để dành cho những ai mà chưa có đi tham gia hội họp chuột rap bao giờ hoặc là chưa có nuôi chuột rap bao giờ, thì có thể đến để tìm hiểu, để tìm xem là nuôi như thế nào để rước một bé về chơi. Thì đó, còn ngoài ra còn có cả và các cái shop bán đồ linh tinh, có thể đến đấy để đặt bàn để bán cho mọi người ở đấy luôn. Nhưng mà mình nghĩ là một cái đấy nếu mọi người tham gia đông đủ khá là vui đó. Thì mong mọi người sẽ đến và tham gia thi rap cùng với bọn mình nha. Thì đấy, như thời gian dự kiến là vào khoảng cuối cùng của tháng 6 và tổ chức ở công viên 1 tháng 6 ấy, ở số bao nhiêu Nguyễn Lương Bằng ấy nhỉ, cạnh bệnh viện ấy, bệnh viện cái gì em biết nhỉ, cái này Đống Đa nhiều nhỉ, bệnh viện Đống Đa số ngõ bao nhiêu Nguyễn Lương Bằng ấy nhỉ, có nhiều công viên 1 tháng 6 ở cạnh cái bệnh viện ở trong cái ngõ Nguyễn Lương Bằng, tìm công viên 1 tháng 6 là ra. Đấy. Thì anh em nào mà muốn tham gia và biết thêm chi tiết về cái cuộc thi này, về cái buổi show rap này, nhưng mà cũng là buổi offline lớn á, thì có thể vào hội nuôi chuột rap miền Bắc, search trên đấy ra. Thì nhóm này nhóm công khai mà, nhưng mà mọi người search ra để join vào để tìm hiểu và xem là tỷ lệ thi hay là thời gian và địa điểm tổ chức như thế nào nhá. Thì mình có dặn ông Hú là mẹ là lập một cái event rồi mà ông chưa lập gì được vợ. Thế thì anh lập đi. Thôi anh giao mấy cái, nói chung là mình bàn với cả với đội admin của hội nuôi chuột rat miền Bắc này bảo là với nhau thôi, còn giao cho một người viết thôi. Mình không phải người viết, mình nói thì cũng có thể nói được, mọi người thích xem mình nói, nhưng mà phải riêng viết thì đã thể là viết được. Văn em biết văn anh được có 3 điểm thôi. Đó. Thì mọi người hãy tham gia cùng bọn mình vào cái buổi họp mà big họp hôm đó nhá. Ok, xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong clip sau. Tạm biệt nhá. Và hẹn gặp lại ở buổi họp. Ok.